Tyler Diệp xin kính chào đến quý khán thính giả, các bạn bè xa gần của tôi. Nhân dịp đầu năm, mùng 1 của năm Tân Sửu, chúng tôi có lời muốn chúc mừng đến cho toàn thể quý vị, những bạn bè, những người thân cũng như là những khán thính giả, những cử tri mà tôi có vinh dự, có cơ hội để đại diện cho họ trong suốt 15 năm vừa qua trong sự nghiệp chính trị. Nhân dịp xuân về thì chúng tôi xin có lời chúc đến cho mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Mong năm Tân Sửu năm 2021 đem lại cho tất cả gia đình, mọi người trong cộng đồng của chúng ta được những thuận lợi, những sự bình an và quan trọng nhất là sự an toàn trong năm mới này. Xin cảm ơn quý cử tri mà tôi may mắn đã từng có cơ hội để mà đại diện một lần nữa, đã luôn ủng hộ cho chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Đối với các quý khán thính giả của kênh YouTube TD Broadcasting, khán giả của đài truyền hình Vietfix TV, thì Tyler cũng có lời đặc biệt, lời chúc đặc biệt đến, cũng như cảm ơn đặc biệt đến quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành với tôi trong các chương trình tin tức trong thời gian qua, vẫn tiếp tục hy vọng có được cái sự ủng hộ và theo dõi của quý vị trong năm mới, năm 2021. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều nhân dịp năm mới mùng 1 của năm 2021. Chúng tôi muốn có cái cơ hội để mà chia sẻ những lời tâm tình này đến với quý vị. Và xin hẹn quý vị lại trong những ngày của năm năm này. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.